Mình chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Đây là cái quả cà tím các bạn. Cái này vừa hái trong vườn ra các bạn nha. Cũng như mọi khi thôi các bạn, mình sẽ làm một món đơn giản mà ai cũng biết và cũng làm được các bạn. Mình sẽ nướng mỡ hành các bạn nha. Trước tiên là mình chuẩn bị một cái bếp nướng. Mình không nướng bằng than các bạn. Mình sử dụng một bếp điện các bạn nha. Lót nó vào trong đây thì bắt đầu mình đặt cái trái cà tím lên, mình chuẩn bị nướng các bạn. Mình bật cái thời gian của cái nút nướng lên các bạn nha. Cái này chừng 15 phút là chín các bạn. Chờ cà nướng thì mình xoay sang mình làm vài thứ các bạn. Đây là cái mỡ heo mình đã thắng lên các bạn nha, để trong cái keo sử dụng. Cái mỡ heo này nè mình thắng lên, nó rất hợp với cái món cà tím nướng mỡ hành các bạn. Để mình làm lại cho nó nóng các bạn nha. Sau đó thì bỏ hành tím và hành lá vào các bạn. Rất nhanh. Món này thì cực dễ, không có gì phải cầu kỳ và phức tạp các bạn nha. Tất cả trong những video chia sẻ về những món ăn rất là dân dã của mình, toàn là những cái thực phẩm rất là đơn giản và gần gũi ở xung quanh chúng ta các bạn. Cái bếp điện nướng rất nhanh các bạn. Mặc dù nó không thể ngon bằng cái than của mình nướng, nhưng mà được cái là nó rất nhanh các bạn. 15 phút là những quả cà tím của mình đã chín rồi các bạn. Sau đó mình lột cái vỏ ra và chuẩn bị hành tím phi với mỡ các bạn. Lát nữa thì sau khi cái hành tím và mỡ được thì tắt bếp các bạn. Các bạn cũng nên lưu ý là thời điểm này chúng ta mới bỏ cái hành lá vào các bạn nhé. Đây là mình chỉ chia sẻ theo cách của mình thôi các bạn, chứ không thì nó bị phi chung với lại hành tím thì nó sẽ bị vàng và cháy lên thì nhìn không bắt mắt các bạn nha. Cái này thì sau khi vớt ra mình rưới lên trên cái quả cà đã nướng rồi các bạn. Mình sử dụng ăn chung với cái nước tương các bạn. Cho nước tương vào là ăn được rồi các bạn. Rất là nhanh, không có gì phải phức tạp các bạn nha. Cái này thì ai cũng làm được các bạn. Rất là dễ. Trong video của mình chỉ chia sẻ chứ không có hướng dẫn cách nấu ăn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nhé các bạn. Đây, để mình gấp một miếng cà nướng mỡ hành lên các bạn. Bữa cơm trưa nay mình cũng có thêm rau luộc và thịt kho các bạn nha. Bạn thấy video hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.